bạn đã đến với channel của mình nha. Và ngày hôm nay mình với thằng bạn mình lại đi giao hàng tiếp tục. Và tụi mình đang đi trên cung đường là Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nói chung là rảnh rỗi đi giao hàng, không có chuyện gì làm. Trong thời gian rảnh rỗi như thế này thì mấy anh em tôi lấy máy ra là bụp liền cái cảnh Sài Gòn của mình những ngày trong tâm dịch như thế này. Thì trên đường hiện giờ cũng rất là vắng nha mọi người, rất là vắng. Nói chung là không biết khi nào để có thể qua khỏi cái dịch bệnh như thế này để mọi người để có thể trở lại làm việc và kiếm tiền tiếp tục. Tất cả là cuộc sống mưu sinh các bạn ơi. Bây giờ mình với thằng bạn này đi giao hàng xong rồi, bây giờ dạo thử một phần nhỏ xíu lên trên nhà thờ Đức Bà coi ngày hôm nay nó sẽ như thế nào, nó có vắng hơn cái ngày hôm bữa không. Bây giờ mình đang tới cái ngã tư của Võ Thị Sáu và Nam Kiệt Khởi Nghĩa. Ồ, có hai anh Gáp trước mặt nè, hai ảnh cũng đang hoạt động nhưng mà không biết bữa nay có khách không. Chạy. Đúng, nghe nói là rap là mấy nay là đang cấm không cho chạy mà ta. Không, vẫn hoạt động được với là xe máy, phương tiện lưu thông hai người. Còn ví dụ phương tiện giao thông xe hơi á, thì nghe nói là Gáp có một cái thông tin của Bộ Y tế là có một tờ giấy xét nghiệm online gì đó. Mình nhớ mang máng bản kê khai y tế. Thì bạn có cái tờ giấy đó, mà cái tờ giấy đó là được đăng ký trên một cái bảng ở trên điện thoại á. Khi mà bạn đặt Gáp thì lại mình đưa cái bảng đó trên điện thoại mình đưa cho cái người tài xế á, người ta mới cho bạn lên xe hơi để mình đi, mình hành trình. Còn bây giờ là mình đang tiếp tục đi, mình đang ở Điện Biên Phủ với Nam Kiệt Khởi Nghĩa. Chúng ta chuẩn bị vào tới nhà thờ Đức Bà, cái nhà thờ mà cách đây rất là lâu, nhà thờ của Pháp đó. Rất là đẹp, chứ mình nghĩ chắc cũng vắng lắm. Theo mình nghĩ là vậy. Thì bây giờ chúng ta vô trỏng coi sao ha. Bây giờ trên đường thì mình thấy có rất là nhiều các anh chạy rap đang còn lưu thông, đang còn đi làm đó mọi người. Nói chung thì lệnh cấm thì có cấm nhưng mà cũng phải kiếm tiền mọi người ơi. Chứ bây giờ mà ở nhà vậy hoài á, đói chết luôn á, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Thì bây giờ tụi mình đang còn ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một cái cung đường mà rất là đẹp của Sài Gòn mình. Rất là vắng luôn, nói chung là éo queo luôn á. Trong thời điểm này thì hai bên đường của mình á, là mặt bằng người ta trả hết rồi mọi người. Mặt bằng người ta trả hết rồi, nói chung là không còn ai để làm được hết á. Nên đường xá bây giờ đi cũng thoải mái, lưu thông cũng dễ, chứ không phải là giống như những cái ngày mà chưa có tâm dịch vô. Hôm nay bắt đầu người dân Sài Gòn mình bắt đầu mới lo sợ rồi đó. Đó, mọi người thấy không, trên đường vắng lắm. Có cái anh đó, anh đang chở gạo đó, chạy gần lên xíu đâu. Có cái ông đang chở gạo, tại vì ông lưu trữ lương thực đó mọi người. Lưu trữ lương thực đó, ông chở gạo quá trời. Chắc cái kiểu này là chở gạo đi bán chứ không phải là chở gạo ăn quá. Và bây giờ mình đang nhìn trên bảng này, cái Thảo Cầm Viên Tiki nữa kìa, Tiki đi giao hàng nữa nè. Và bây giờ mình đây, bên tay phải của mình là Dinh Độc Lập. Bên tay phải là Dinh Độc Lập nè các bạn ơi. Mình sẽ chạy vô chổng khoảng chừng 2-3 mét cho mình quay ra cho các bạn xem là không có ai luôn, hoàn toàn bị đóng cửa nè. Thấy không, Dinh Độc Lập nè, không có ai hết nè. Giờ chạy ra lại nè, mình chạy qua bên đây, qua về hướng nhà thờ Đức Bà các bạn ơi. Bây giờ hướng nhà thờ Đức Bà thì hoàn toàn vắng, chỉ có vài ba người đang đi công việc. Mình phải dừng đèn đỏ theo cái an toàn giao thông. Các bạn nhìn nè, đây là dẫn qua tơ, các bạn thấy không, mình quay cho bạn rất là vắng. Bây giờ vẫn có những cặp tình nhân đây đó, cặp tình nhân đó. Sao không thấy vẫn không thay đổi một cái nét đẹp hồi xưa tới giờ, rất là đẹp. Wow, Sài Gòn của tôi đó các bạn ơi. Các bạn thử về Sài Gòn đi.
các bạn sẽ thấy nó đẹp lắm, nó đẹp mà không muốn đi luôn á. Ok mọi người, thật sự rất là vắng, các bạn cũng đã thấy trên video của mình quay luôn đó. Đây không phải là cái sự sắp đặt đâu nha, cái này là tụi mình là đi giao hàng ngẫu hứng á, nên tụi mình mới quay được một cái Sài Gòn sạch đẹp như vậy. Khi nào mà hết dịch bệnh á, các bạn nào mà có quay video clip á, các bạn muốn lấy hình ảnh dựng á, nhớ điện thoại cho mình nha, mình giao cái hình ảnh mà Sài Gòn vắng người nhất. Đây là công trường đang thi công, nhà thờ Đức Bà đây. Các bạn thấy không, nó đang bảo trì, đang bảo trì để trùng tu hay là tu sửa gì đó, để có một cái gì đó nó được lâu dài hơn, bền bỉ hơn và chắc chắn hơn. Đây mỗi lần buổi trưa ở đây rất là đông rồi các bạn, đông lắm luôn, mà bây giờ không có ai hết. Trời ơi, vắng ơi là vắng luôn. Nghe nói là không biết có được vô trung tâm không, thôi chạy vô đại đi. Đây cho thấy, đây nè mọi người thấy không, nhà thờ Đức Bà mình hôm nay nè vắng lắm luôn á, thiệt thật sự là vắng lắm luôn á. Không có một bóng người ở đằng trước luôn, vắng hoe luôn. Bên tay phải là bưu điện Sài Gòn đấy, bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh luôn nè, cho các bạn biết luôn. Quên, nó sẵn đi mà nó đây. Bưu điện Sài Gòn đây, bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh nè, các bạn thấy không? Đó, cũng không còn ai nữa. Ở đây mỗi lần là chụp hình buổi trưa rất là nhiều. Đây phía trước bạn có ba một cái nhóm đang chơi xe rất là đẹp. Đó mọi người thấy không? Thấy hai bên đường với chỗ bưu điện nè, vắng không có người luôn á. Bây giờ mình sẽ lưu thông vòng vòng ở chỗ cái đường này chút xíu và mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Mình kết thúc video tại nhà thờ Đức Bà này luôn. Giờ tiếp theo là cái đường sách của nhà thờ Đức Bà, đường sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Cái đường sách này bây giờ hiện tại cũng đã đóng cửa rồi các bạn ơi nè, các bạn nhìn thông báo tạm thời đóng cửa nè các bạn. Thấy chưa? Cái đường sách này mọi người. À, thông báo tạm dừng hoạt động do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp. Các bạn biết là cái đường này rất là đông, là những người, những bạn trẻ có nhiều bạn trẻ rất là thích kiến thức đọc sách đó, thì ở đây hoạt động là cho các bạn đọc sách, sách gì cũng có hết. Đây là cái đoạn đường gọi là đường sách Thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Mà bây giờ sợ đã không còn ai nữa rồi, mình tiếp tục đây. Đối diện các bạn đó là Diamond Plaza. Đây Diamond Plaza, một cái tòa nhà cũng rất là đông, mà bây giờ cũng đóng cửa luôn hả trời? Vắng luôn. Đóng cửa luôn. Thì đóng cửa mà. Tại thang này luôn. Không còn ai. Nè, bình thường thì ở chỗ cái ngã cái dòng xây này nè, rất là đông nha mọi người. Bình thường rất là đông, kẹt xe luôn á, đông tới kẹt xe luôn. Còn bây giờ nè mọi người thấy không? Trời ơi má ơi, nó vắng kìa. Nó vắng không có một bóng người luôn mọi người ơi. Giống như là thành phố ma vậy. Ê, mày chạy lên trên. Sự thành hồi cái đó là hồ Ông Rùa đó. Rồi bây giờ chúng ta đang ở đường Võ Thị Sáu, đây là nhà văn hóa thanh niên, cũng vắng que luôn các bạn ơi. Không còn ai hết. Cuộc sống mưu sinh. Mà giờ không còn ai lấy gì mưu sinh đây, nhà văn hóa thanh niên đây. Cũng không có ai hết, chạy vô người ta tưởng người ta đuổi nữa đó. Đây đây đây, làm như làm cũng dừng đúng chỉ tiêu. Đây mọi người ơi, ngay chân chỗ ngã tư luôn á, ngã tư chỗ Nguyễn Thị Minh Khai với Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch với Nguyễn Thị Minh Khai thì vắng kinh khủng. Ở trước mặt mình là hồ Ông Rùa. Để bây giờ mình chạy thẳng lên trên đó, mình quay một xíu cho các bạn coi rồi mình kết thúc cái video này luôn nha các bạn. Tại vì đoạn đường này vắng quá, với lại mình cũng sắp tới cái chỗ mình giao hàng cho bạn mình rồi, nên mình giao hàng xong mình về mọi người ơi, chứ sợ quá, thấy vắng gì thấy sợ quá. Alo, ra lấy hàng luôn bà nội. Rồi đang chạy qua tới nè, đang đi sẵn dịp đi quay luôn nè. Wow, chú này rất là mạnh. Chú này rất là mạnh. Bảnh thiệt, chỉ còn vài giây thôi xem tí bị ăn xương rồi. Đây các bạn thấy không, đây là hồ con Rùa, thật là sự là buồn. Mỗi lần ở đây chỉ còn hai ba bạn sinh viên rảnh thì ngồi đó,
các bạn thấy không, con rùa này mọi lần rất là đông, từ từ để mình quay cái đầu đây. Rồi bây giờ mình chạy vòng vòng tròn cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Rất là vắng. Ở trong bây giờ chỉ còn vài ba cô sinh viên rảnh để vào đó để ăn uống gì đó mày. À, công nhận mấy bạn sinh viên ở đó cũng hơi bị rảnh này vậy. Bây giờ người ta kêu cách ly ở nhà thì mình cứ ở nhà để mình cách ly đi, đi ra ngoài đó ngồi làm chi, phải chi mà đi ra ngoài mưu sinh như tụi tôi vậy nè, phải đi giao hàng kiếm tiền thêm vậy nè, nên mới liều mình chạy vô Sài Gòn vậy chứ. Thật sự là cũng rất là sợ mọi người ơi, sợ. Nhưng mà không phải sợ corona đâu, sợ đói không mọi người, sợ đói. Nói chung thì khu vực nhà thờ Đức Bà như thế này thì hôm nay nó vắng thiệt, vắng. Đức Bà đang có một cái vị trí, một cái mới mẻ hay sao đó các bạn. Thấy cái màu trắng không? Hồi xưa là nhà thờ Đức Bà là chỉ có màu cam, à như màu trắng vậy đó. Mình không nhớ kỹ là trên nóc là màu trắng cái gì. À, trên nóc vẫn giữ lại lộn. Các bạn thấy không? Từ xa đó đang sửa. Ừ, có một trời ơi, một cô bé rượt theo quá. Tôi phải rượt theo cho bằng được cái cô bé này mới được. Từ. Mà rượt theo được nữa. Tại sợ chạy không kịp xe mình xe cùi quá. À, cô nó chạy mô tô. Đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, nhanh thiệt. Đây, cuộc sống mưu sinh cô ấy vẫn quét rác như thường. À. Ok mọi người ơi, mình quay chắc trước mình có một chiếc siêu xe nè mọi người. Nè, đằng trước mình có một chiếc siêu xe đó mọi người. Một chiếc siêu xe rất là đẹp luôn. Với lại tụi mình đứng lại nhìn nhà thờ Đức Bà một xíu, tại vì cũng khá là lâu rồi, mấy anh em tôi chưa có ra đây. Nên thôi ra đây để xem tình hình như thế nào, sẵn giao hàng rồi, bây giờ nó tới rồi mình giao luôn nha mọi người nha. Giao hàng rồi mình về thôi. Ok, video của mình tới đây kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì nhớ like và subscribe. Rồi đừng quên nhấn vào cái chuông để chia sẻ những cái video mới nhất của tụi mình nha. Ok, bye bye.